khá cho anh em xem nha. Nhiều anh em hỏi sẽ đổ khá, ok. Hôm nay thì đánh được top 2 nè mày. Được top 2 tổng kim. Đây nè. Đây top 2 thì Khải cũng chả cái gì nè mày. Đây, hôm nay top 2 này nè. Đó, vừa soi lên quỷ xong rồi đến top 2 này. Đây cho anh em xem. Hiện tại đang có cái nón này, nón sinh lực cao anh em. Đó, hiện tại Khải nè nè, một cây đao hợp kim. Sát thương 30, sát thương 71. Đó. Rồi một cái truyền thổ, đó sinh lực cao. Một cái áo phòng hồi 40. Một cái nón sinh lực 157. Đó, kháng độc và chuyển hóa sát thương xấu. Nón này thì mang vào cho có thôi anh em. Tại vì nó khá là nó được sinh lực rồi nó không được mang không được đẹp cho lắm. Bao tay kháng lôi 15, sinh lực 91. Ngọc bội kháng lôi 13, sinh lực nội lực. À, may mắn 3, may mắn 1. Rồi sẽ đi với cái nhẫn thủy nha em. Rồi kết bao tay với ngọc bội. May mà nhẫn thủy này, chón kháng hỏa. Kháng hỏa mà chón 20. Đôi giày cũng kháng hỏa sinh lực cao, chón 20. Thì được 40 chón nha em. Đai lưng, hiện tại đang có một đai lưng sinh lực nội lực và làm 120. Dây nhẫn sinh lực nội lực làm 120. Hiện tại đang có 40 chậm, 40 chón. Đó, dạ thôi anh em, hết rồi anh em. Sẽ đồ khá là bình thường, đơn giản anh em, dẫn dậy anh em. Hiện tại anh em đang xem cái sau đồ ở video video này ở cụm mấy chủ S6 võ công truyền kỳ. Trang chủ võ công truyền kỳ .net anh em. Hiện tại cái này thằng Khải cấp 86 rồi anh em. Đó, anh em xem lại một lần nữa nha. Mới vô cấp 60 nha anh em Trần ơi. Mới vô cấp 60 nha anh em. Nón này, nón kim này, vũ khí kim này, áo thổ này, dây chuyền thổ này. Đai lưng làm 140 này, nhẫn 140 này. Ôi sao đây em đai lưng 120, ước đâu ra làm 140, ước quá nên đâm ra nó nhầm nó lú luôn em. Đang ước luôn nè. Nhẫn nó 220 đó, rồi nhẫn trên chống 20. Giày chống 20, rồi ngọc bội kia mọc và bao tay mọc. Đó anh em, xét đồ rất là bình thường anh em. Đó. Rồi ok, nói chung thì hôm nay cũng được top 2 tổng kim của CM mới anh em. Khải cũng sau đồ cho anh em xem, tại vì khá nhiều anh em hỏi xét đồ Khải này nọ nên là giờ mới có cơ hội sau anh em. Rồi anh em xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Và anh em thích soi đồ cao thủ nào cứ comment bên dưới nha anh em. Khải sẽ soi tiếp cho anh em xem nha.